Nguyên liệu để làm những cái bánh này là nó là những nguyên liệu thông thường của một bánh burger, nhưng mà để mà tạo thành màu đặc trưng của cái sản phẩm mình đang làm thì bắt buộc mình phải dùng những cái màu tự nhiên của thực phẩm, ví dụ như lá rau ngót và lá nếp hoặc lá dứa. Rất là nhiều. Thì khi mà làm ra cái bánh burger Corona này thì mong muốn là làm một cái sản phẩm gì đó nó có liên quan đến con virus Corona, nhưng mà nó mang hiệu ứng là tích cực, chứ nó không phải là nhắc đến đến con virus Corona là mọi người sợ hãi nữa. Và cái burger của Corona này cố gắng làm ra làm sao truyền cho nó thật là xinh xắn, đáng yêu, truyền tải thông điệp.